Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang quay và giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là bộ dàn lạnh sau của Max Spinter này anh em này. Combo bộ sản phẩm này thì nó đã bao gồm này, hộp đựng quạt gió dàn lạnh này và quạt gió dàn lạnh và dàn lạnh phía trong. Đây, anh em cùng nhìn nhé. Đây chính là cái dàn lạnh phía sau xe của nó này. Đây là hai đầu chúng ta dẫn ra chia gió đây. Đây chính là trong cái hộp này nó đã đựng dàn lạnh này. Đây là hai motor quạt gió dàn lạnh. Đây, anh em cùng nhìn. Đây. Đây là điện trở quạt gió dàn lạnh của nó nhé anh em nhé. Đây là rắc điện này. Đấy. Rất là xịn luôn. Anh em mà quan tâm, cần tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333 để được hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại Garauto BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.